Xin chào anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách vẽ giường và sử dụng thư viện giường. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một cái tường trước. Mình sẽ kéo dài cái tường này ra. Thoát lệnh. Tiếp theo là mình sẽ vào trong mục sản phẩm này. Anh em vào cho mình cái mục số 2 này. Trong đây nó là toàn bộ cái thư viện giường. Thì ở đây mình sẽ chia ra thành hai cái nhóm giường chính nhá. Cái nhóm giường thang gỗ này là các cái loại giường có cái icon như thế này. Và dưới đây nó là các cái giường thang sắt thì nó sẽ có cái icon như này. Trong cái nhóm giường thang gỗ ấy, thì nó sẽ chia ra mấy cái nhóm chính. Cái nhóm giường không có ngăn kéo này thì nó sẽ có các cái cỡ như là 2m x 2m2 nhá, 1m8 x 2m, 1m6 x 2m và 1m2 x 2m. Cái nhóm thứ hai đó là các cái giường ngăn kéo trái này thì nó sẽ có 4 cái cỡ như vậy. Và nhóm thứ ba là cái nhóm giường là ngăn kéo phải cũng có 4 cỡ. Mình sẽ lấy ra từng loại để anh em quan sát nhé. Đây, mỗi nhóm mình sẽ lấy ra đại diện một cái. Và dưới này mình có một cái loại giường, nó là giường có vách, nó có cấu tạo giống như là một cái tủ ấy. Đây mình sẽ lấy ra để anh em quan sát. Cái giường có vách này thì nó sẽ đi theo với một cái ngăn kéo rời nhé. Anh em lấy nốt cho mình cả ngăn kéo này nữa. Mình sẽ kéo dài cái tường này ra nhé. Mình sẽ vẽ một cái tường mới. Mình sẽ vào trong thư viện. Tiếp theo là các cái loại giường thang sắt. Mình sẽ lấy đại diện một vài loại ra nhé. Chân bệt không vách này, chân tụt ngăn kéo trái này. Là chân tụt 4 ngăn kéo này. Hoặc là cái loại giường có hộc đầu giường và ngăn kéo. Ngoài ra thì mình có thể tách lẻ ra hộc đầu giường với cả ngăn kéo giường riêng nhé. Đây, ví dụ mình lấy cái hộc đầu giường. Ok, anh em quan sát cho mình trên 3D nhé. Tất cả các mẫu giường của mình ở đây nó đều là các cái giường hoàn thiện rồi. Nghĩa là ở đây, ví dụ như là giường thang gỗ này chẳng hạn, thì tất cả các cái thang giường dọc với cả thang giường ngang nó giao nhau ở chỗ nào nó sẽ khấu âm dương cho mình ở chỗ đó. Và các cái vị trí giao giữa thang giường với cả cái xà đỡ rác giường này nó cũng sẽ khấu cho mình nhé. Ra ngoài mình chỉ việc lắp thôi. Đấy, ở đây thì nó có sẵn ngăn kéo. Ngăn kéo này thì mình có thể là tùy chỉnh. Nó giống như là một cái ngăn kéo của một cái tủ ấy. Mình tùy chỉnh thoải mái. Còn ở đây là các cái giường thang sắt. Thì ở đây là các cái vị trí để mình đặt cái thang sắt ấy, nó cũng sẽ khấu cho mình sẵn rồi nhé. Ra ngoài mình cắt sắt mình đặt vào thôi. Đấy. Và các cái giường này của mình đều có thể tùy biến được kích thước nhé. Mình sẽ bật chế độ hiển thị vật liệu, anh em quan sát. Đấy. Anh em quan sát, đây nó là một cái giường đặc biệt, nó có cấu tạo giống như là một cái tủ ấy. Thì cái giường có cấu tạo như là một cái tủ thì nó sẽ cho phép mình tùy biến công năng của nó rất là mạnh. Ở đây mình sẽ về mặt bằng để mình vào bên trong cái tủ này nhé. Mình kích đúp vào. Anh em quan sát nhé. Ở đây các cái thang giường dọc với cả thang giường ngang ấy, bản chất nó là các cái đợt với cả các cái hồi mà mình đã bật khấu âm dương cho nó với nhau rồi.
Đấy, cho nên là nó đâm với nhau ở vị trí nào thì nó sẽ tự động khớp âm dương cho mình ở vị trí đấy nhá. Anh em có thể tăng giảm số lượng thang dọc, thang ngang lên số lượng bao nhiêu đấy tùy ý. Đấy. Còn các cái tấm giác giường này thì bản chất nó là các cái tấm hoặc là các cái cánh, thì mình có thể tùy biến cái công năng của nó nhé. Ví dụ như là ở đây mình có đây, ví dụ mình có một cái kiểu thiết kế này nó rất là phổ biến, nghĩa là các cái giác giường của mình nó sẽ tùy biến thành các cái cánh mở lật này để mình có thể là chứa đồ ở bên trong cái thân giường của mình nhé. Đấy, thì mình sẽ tùy biến như sau. Mình vào phần chia ngoài, mình sẽ thay đổi kích thước cho cái giường này nhé. Mình vào thuộc tính này, vào phần chung. Ở đây tiêu chuẩn ấy, các cái giường 1m8 thì nó sẽ có cái kích thước phổ biến là 1m88 nhân với 2m08. Giường 1m6 thì nó có kích thước là 1m68 nhân với 2m08. Còn giường 1m2 thì nó sẽ là kích thước 1m28 nhân với 2m08. Và giường 2m2 thì nó sẽ là 2m08 nhân với 2m28. Đấy. Còn chiều sâu ở đây nó tương tự như là cái chiều cao của cái giường ấy, thì sau đó nó sẽ là 350 hoặc là 400. Đấy, bao nhiêu thì đấy, tùy mọi người. Ở đây mình sẽ giảm xuống còn 1m68 nhé. Chiều sâu mình cho nó là 300 thôi. Ok. Ở đây thì mình sẽ xóa bớt một cái thang dọc đi. Bên này mình sẽ cho để chiều rộng bằng nhau nhé. Bên này mình cũng sẽ để chiều rộng bằng nhau. Đấy, thì cái thang giường của mình nó sẽ vào giữa cái giường như này. Tiếp theo là mình sẽ ra chia ngoài nhé. Ở đây của mình nó đang có 3 tấm cánh này, thì ở đây mình sẽ xóa bớt một cái đi. Bên này mình cũng sẽ cho chiều rộng bằng nhau nhé. Bên này mình cũng cho chiều rộng bằng nhau. Mình quay lại xem cái thiết kế của nó nhé. Ở đây anh em quan sát này, cái khoang phía bên phải của mình ý, thì mình sẽ chia nó thành ba cái cánh mở lật như thế này. Ok, mình sẽ chọn cái khoang bên phải này nhé. Mình sẽ chọn chia ngang nhiều, ba cửa. Ok. Đấy. Cái đường chia của cái cửa này thì mình có thể là di chuyển đến vị trí giữa của cái thang giường này. Đấy. Hoặc anh em nhập kích thước vào cho nó chính xác cũng được. Ở đây mình di chuyển cho nó nhanh. Đấy. Cái bản lề này nó sẽ quay lên trên nhé. Thì đây mình sẽ chọn bản lề này, quay lên trên. Bản lề quay lên trên. Cái này, bản lề cũng quay lên trên nhé. Rồi, tiếp theo mình quan sát 3 trên 3D nhé. Ở đây anh em quan sát này, các cái cánh của mình ý, mặc định là nó sẽ phủ lên cái hồi với cả phủ lên cái đáy như anh em quan sát này. Nhưng mà theo tiêu chuẩn của cái giường ý, là các cái giác giường nó sẽ phải âm xuống so với cái mặt hồi với cả mặt đáy này này, nó là 2 phân cộng với một thân ván của cái cánh này nữa, thì cho nên là mình sẽ phải âm xuống là 38. Đấy, thì cho nên là mình sẽ chọn vào các cái cánh này nhá. Mình sẽ nhập vào insert này, 38. Đấy, anh em quan sát trên 3D đúng không? Đây này, nó sẽ phải âm xuống như này mới là đúng này. Đấy, đây cũng vậy nhá. Insert 38. Rồi. Đây cũng thế. 38. Mình có thể là mở cái cánh này ra nhé. Mình mở bằng cách là mình sẽ nhấp đúp vào cái một cái cánh này này, nhấp đúp được vào. Đây. Thì ở đây mình sẽ di chuyển cái đóng mở cửa này. Mình cho nó mở ra. Ok. Để mình quan sát. Đấy. Ở đây mở hơi quá. Đấy. Tương tự cái ở dưới vậy. Ok. Theo là mình sẽ tùy biến cho nó cái đầu giường nhé. Cái đầu giường của mình đang thiết kế nó như là một cái vách, nó chạy xuyên suốt từ đầu tường bên này sang đầu tường bên kia. Cái kiểu thiết kế này nó rất là phổ biến. Thì mình sẽ tùy biến cái này như sau, mình về mặt bằng nhé. Đây mình sẽ chọn cái tấm đầu giường này, mình sẽ chọn nó nhé. Cái tấm đầu giường này thì mình có thể thay đổi cái chiều cao của nó. Chiều cao ở đây nó đang là 900. Thì mình có thể thay đổi cho nó lên 1m1 chẳng hạn. Đấy, thì tất cả nó sẽ đẩy lên là 1m1 nhá. Cái này mình đã đặt công thức cho các cái tấm này rồi. Nó sẽ link với nhau. Đấy, còn cái chiều dài thì nó sẽ theo cái chiều dài của cái giường nhé. Ví dụ bên trái này của mình sẽ đặt cho nó một cái táp. Cái táp của mình thì mình sẽ cho nó là dài khoảng 500 đi. Mình sẽ nhập 500 nhé. Đấy. Bên phải của mình nó sẽ là một cái
bàn học đi, bàn học hoặc là bàn phấn đấy, thì ở đây mình sẽ cho nó dài ở đây là 1 mét, mình nhập vào đấy. Các cái cạp này thì mình cũng có thể thay đổi cái độ rộng của nó nhé. Ví dụ một số bên cho rằng ở đây cạp đang là 100, nó hơi nhỏ, thì ở đây mình có thể tăng lên là 120. Thì nó sẽ chạy theo nhé. Còn nếu mà anh em không dùng hai cái đầu giường đua ra như thế này thì anh em có thể xóa đi nhé. Tiếp theo là đến phần ngăn kéo nhé. Như anh em quan sát trên 3D này, ở đây là mình đã khoét sẵn các cái hộc ngăn kéo cho cái vai giường trái với cả vai giường phải này rồi. Thì anh em dùng cái ngăn kéo cho bên nào ấy thì mình sẽ xóa cái bên còn lại đi. Ở đây mình sẽ dùng cái ngăn kéo cho cái bên trái này này. Còn bên phải mình sẽ xóa nhé. Bên phải nó là ngăn lật, mình không cần ngăn kéo nữa. Thì ở đây xóa thì mình sẽ vào mặt cạnh. Mình sẽ chọn cái hồi phải nhé. Mình kích đúp vào. Đấy. Mình sẽ xóa cái đường khoét này đi. Mình chọn cái hồi phải còn lại nhé. Mình kích đúp vào. Mình sẽ chọn cái đường khoét này mình xóa đi. Đấy. Là nó sẽ mất. Theo là mình sẽ vẽ cho nó cái hộc ngăn kéo nhé. Thì ở đây mình sẽ vào trong cái mục sản phẩm này. Mình vào giường này. Ở đây anh em sẽ lấy cho mình cái ngăn kéo đôi này nhé. Mình sẽ lấy ra mình đặt vào. Hộp ngăn kéo này ở đây mình sẽ phải xoay. Mình sẽ về mặt bằng nhé. Mình chọn vào cái hộp ngăn kéo. Mình sẽ xoay ở đây. Ở đây xoay cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là độ âm. Và xoay ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là độ dương nhé. Ở đây mình sẽ quay xoay cùng chiều kim đồng hồ đi. Thì ở đây sẽ là trừ 90 độ. Đấy, tiếp theo mình về mặt cạnh nhé. Mình sẽ xoay cái hộc ngăn kéo này. Đây mình sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ 90 độ. Và sau đó mình sẽ cầm cái điểm nút của nó nhé. Mình đặt vào cái vị trí đúng của nó. Đây, vị trí nó sẽ đặt ở vị trí này này. Đấy. Mình về mặt trước để mình mua nó đúng vào vị trí của nó nhé. Đây. Mình sẽ mua nó vào bên trong này này. Đấy. Anh em lưu ý là bật cho mình mấy cái bắt điểm này lên nhé, để mình đặt cho nó chính xác. Tiếp theo là mình về mặt cạnh để mình đo nhé. Mình sẽ chọn cái công cụ đo đạc này. Ở đây mình sẽ đo cái đường khấu ngoài của cái ngăn kéo của mình nhé. Xem nó là kích thước bao nhiêu. Ở đây là 134 này. Nhân với 1269 này. 134 thì nó hơi nhỏ nhé. Đối với các cái giường mà có ngăn kéo ấy, thì mình nên để cái chiều cao của cái giường nó cao lên, để cái khoang ngăn kéo của mình nó chứa được nhiều đồ nhé. Thì ở đây mình sẽ vào phần chia này, mình sẽ chỉnh thuộc tính chung này. Mình sẽ cho cái giường mình lên 400 đi. Đấy, mình về mặt cạnh nhé. Mình đo lại. Ở đây cái của mình đang là 234. 234 ấy, trừ đi 25 ly. 234 trừ 25 ly thì cái ngăn kéo mình nó sẽ là 209. Thì mình sẽ chọn vào cái mặt ngăn kéo này nhá. Ngăn kéo này. Ở đây mình sẽ nhập là 209. Còn chiều rộng nó là 1269 là đúng rồi, ok. Đấy, anh em quan sát. Mình sẽ mua nó về sát một chút nhé. Ra ngoài anh em cắt cái ngăn kéo này ra mình lắp vào là vừa luôn. Mình cũng có thể là lấy cái ngăn kéo này ra mình đặt ở bên ngoài phòng ấy, và mình sẽ nhập cái kích thước cho nó bằng với cả cái kích thước mà mình khoét lỗ ở đây này. Thì ra ngoài lắp vào nó cũng sẽ vừa, chứ mình không nhất thiết phải đưa vào bên trong cái cục tủ của mình như thế này. Đấy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em